một tiểu phẩm. Em là đồng hồ bàn Kitigen da băng đẹp zin chạy chuẩn giờ. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Con này da băng luôn ha. Con này thì em báo giá là 400.000. Nó bị chóc chỗ này một miếng nha quý khách, lưu ý giùm em nha. Rồi ngoài ra là ok hết, giờ chạy không nghe tiếng luôn. Rất là ok, em nó test chạy ok hết ha. Da băng đàng hoàng. Cái này là gọi là thuận bờm xuôi gió nè, cái bờm nè, thuận cái bờm xuôi cái gió. Cái nắp này ha, cái nắp này là gắn vô đây nè. Đó, gài vào. Đây da băng nè, da băng chà bá nghe nào, máy móc da băng ok hết. Cái nút này nó có thêm một cái chức năng nè, nút này gạt lên là nó ngừng chạy nè. Ha, đó, quý khách thấy không, đứng kìm ha. Nhiều khi quý khách lưu ý giùm em ha, nè. Nó không biết nó thiết kế để làm chi, vận chuyển hay là sao không biết. Đó, chạy bình thường ha. Rồi, quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Và một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.